Trong nhiệm kỳ 5 năm 2013-2018, Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La đã có nhiều hoạt động cùng với tỉnh Sơn La nhằm khuyến khích phát triển du lịch trên toàn tỉnh. Với hạ tầng được đầu tư, nhiều lễ hội dân gian của các dân tộc được phục dựng, bảo tồn và phát huy. Nhiều loại hình du lịch mới được hình thành như du lịch khám phá trải nghiệm, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng. Nhờ đó, du lịch Sơn La đã có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, để lại dấu ấn cho du khách. Số lượng khách đến Sơn La ngày càng tăng. Riêng năm 2018, tổng lượng khách du lịch tới Sơn La đạt 1,95 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch xã hội đạt 1.300 tỷ đồng. Đại hội cũng là dịp để các thành viên và đại biểu của nhiều địa phương chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển du lịch. Cái quan trọng nhất của chức năng của Hiệp hội là làm thế nào để mà kết nối các doanh nghiệp với nhau, rồi là cánh tay nối dài giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước để giúp cho các doanh nghiệp có cái điều kiện phát triển du lịch ngày càng tốt hơn, và đặc biệt là giữa các doanh nghiệp liên kết với nhau để tạo ra những sản phẩm mới của du lịch để mà ngày càng là nâng cao cái chất lượng sản phẩm du lịch ở từng địa phương mình phát triển. Các thành viên của Hiệp hội cũng đã tích cực phát triển các sản phẩm du lịch mới mà hiện nay đang trở thành những sản phẩm tiêu biểu nổi bật của tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Đại hội lần thứ hai này thì A Chu cũng như là các thành viên ở trong chi hội Mộc Châu cũng như là chi hội của thành phố, thì riêng A Chu thì cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì đây cũng là một chương trình quảng bá những cái homestay các anh các chị mới làm cũng như các anh chị đã làm và được chia sẻ những cái kinh nghiệm làm của mình. Trong 5 năm tới, ngoài mục tiêu tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển hội viên, Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La sẽ thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, tăng cường liên kết phối hợp giữa Hiệp hội Du lịch với các ban ngành liên quan trong phát triển sản phẩm, góp phần đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.